Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ tiếp tục cùng các bạn phân tích mổ xẻ cái replay lock cam của Zeus ở trận chung kết vừa rồi ở giữa Zeus cùng với The Sai game đấu thứ hai, kèo đấu giữa Gwen và Aatrox và cùng xem xem là game đấu này rất đã thể hiện khủng khiếp như thế nào với con Gwen của mình nhá. Let's go. Ok, game đấu thứ hai, kèo đấu giữa Gwen và Aatrox. Như các bạn thấy thì khi được ưu tiên last pick ưu tiên pick sau so với the sai thì rất thường xuyên có những con bài hack carry ở khu vực đường trên ví dụ như là yone ví dụ như là Gwen những con bài mà nó có khả năng tăng tiến sức mạnh rất là tốt về dọn nửa sau ban đấu và vẫn có được khả năng đi đường rất là tốt gác được cs so với the sai có tưởng tượng những cái kèo đường trên mà rất có thể pick vào ví dụ như con cá sấu chẳng hạn vẫn có khả năng lít cs thậm chí lít hai ba chục cs là chuyện bình thường nhưng mà cái tăng tính sức mạnh của con cá sấu về sau á, nó sẽ không khỏe còn t1 thì đa phần là pick những yone những Gwen. những con tướng mà rất vẫn có được khả năng đi đường gác trước tầm hai ba chục cs nhưng rất mạnh về dạng đường sau ban đầu cấp 1 thì rất nâng quy đời chặt được quy một rất tốt quy 2 cũng cực kỳ tốt đấy từ side, áp lực của rất giớt... với kỹ năng quy ở cấp độ 1 chưa stack được nhiều điểm lắm nó chưa đủ nhiều nhưng mà hồi chiêu của Aatrox với những tình huống quy đầu trận thì nó rất là lâu nên là rất vẫn có thể xử lý tốt những con lính đánh gần đầu tiên và khi đợt sai hồi quy lại thì rớt cũng đã tích được 3 điểm của cái xe xoẹt rồi tiếp tục có áp lực để lên level 2 trước dành cho rớt chặt quy ba tốt đến đợt sai rớt chấp nhận bán máu để lên level 2 sớm hơn đợt sai cũng có level 2 và ngưỡng máu của đợt sai sau tình huống level 2 là tốt hơn so với rớt đôi chút tiếp tục tích nội tại của kỹ năng quy để có những pha quy chất lượng hơn lách like được quy một rồi đợt sai có lẽ sẽ phải bổ quy hai để ăn lính vẫn là tình huống đẩy trước đến từ rớt khu đứng trên với 4 điểm của kỹ năng quy Sau đó tiếp tục là một tiếng tích quy E quy lên rất tốt. Đợt xa đánh tay, E đánh tay. Rất bắt đầu bấm bình rồi. Phía bên kia thì The Sai việc hồi quy quá lâu ở đầu trận khiến cho The Sai không có nhiều về khả năng đẩy đường. Và level 3 rớt quyết định nâng Và hai quy cùng với một E. E quy cấu rỉa The Sai và sau đó đẩy đường với tên lính xe to thứ ba vào trong trụ. Đó, các bạn thấy đường trên những cái kèo đấu được pick sau như là Yone, như là Wen thì rất thường xuyên có những pha tích quay lính thứ ba một big wave vào trong trụ. Và sau đó thì bốn điểm quy. Quy E đi ra rất tốt đến từ Zerg mà không bị trụ bắn cho thiếu vừa rồi. Đây là một cái trick của những người chơi đường trên mà mình cũng đã giới thiệu với các bạn từ rất lâu rồi anh em nhé. Cái trick mà tấn công đối phương ở trong thời điểm mà trụ bắn vào lính. Sau đó thì là một tình huống mà Zerg quy E ra rất tốt không bị trụ bắn cho thiếu này. Cái đánh từ trụ vào lính thì nó có thời gian cooldown nên là việc mà các bạn tấn công ở ngay thời điểm trụ bắn lính nó sẽ khiến cho trụ mất một nhịp tấn công bạn lại tiếp tục là một pha qe đi ra đến từ rớt và có cho mình level 4. nhưng đây là thời điểm mà a đã hồi quy rồi và quyết định đến từ rớt là giật về một cách an toàn tiếp tục quy cấu gì đây là một cú quy không có nhiều stack lắm và sau khoảng chừng 3 phút trôi qua thì đờ và Z đang có một ngưỡng máu không chênh lệch nhau quá nhiều đờ sai vừa bổ quy một ngay lập tức là một tình huống W đến từ Z để có thể trả đòn và cái W của quen nó khắc chế được sát thương đến từ Q quá trong anh em nhé tiếp tục cắt quy cấu gì và đẩy đường đến từ Zeus. Mặc dù quy lính này thì là một cái lính mà nó có lẽ sẽ đẩy ngược trở lại, nhưng mà Zeus quyết định đẩy luôn. Nếu đóng băng để đẩy lính đẩy ngược trở lại thì vẫn sẽ ổn thôi với cái thế từ nhà đến trường bằng tốc hành nhưng mà Zeus quyết định là giữ thế lính ở giữa sông. Cắm mắt ở khu vực sông trên. Tiếp tục là một tình huống ngay khi The sai quy là Zeus đã có một tiếng W rồi anh em nhé. Các bạn để ý cái cách chơi hit của rớt với con Gwen này, bốn stack của Q có W trở lại rồi. W của Gwen đã hồi rất là lâu, nó hồi lâu hơn so với Q Achok rất là nhiều. Nhưng mà Achok có lại sẽ đánh được tầm hai Q mỗi lần mà con Gwen W. Thì đây là một tình huống mà khi đối phương Q một một cái là rất ngay tức W e, Q lên luôn. Gây một lượng sức thắng rất lớn vào đời Và đời gần như là không có đam Q với tình huống sương la bất bại đến từ rớt. Cái hay của những người chơi đó các bạn thấy Q2 cũng không có đam luôn. Cái W của Gwen này nó khắc chế cái Q Achok rất là tốt nhưng mà hồi chiều của nó hơi lâu những người chơi quen hay là những người xử lý cái W nó rất là khéo anh em nhé và cái W bởi vì nó hồi chiêu lâu nên các bạn phải dùng nó cực kỳ hiệu quả thì mới có đủ áp lực với một con quen Thế thì cũng không có W đến từ Zeus The Sai vừa bổ được một cú Q1 nhưng mà kèo tốt vẫn là kèo mà Zerg vẫn đang là người đẩy tốt hơn Quê lính có xe to reset xong 6 con này là rất sẽ có thể có một khoảng tiền rất lớn và gác trước CS sau so The Sai đang là rất nhiều rồi The Sai có một pha e, q 2 và Q3 rất tốt The Sai cũng là một người chơi đứng trên có khả năng spacing, cái khả năng giữ vị trí và khả năng uh, xử lý các cái kẻ đấu khu đứng trên cực kỳ ổn. Nhưng mà ngày hôm chung kết đó là một ngày mà The Sai hoàn toàn lép vế trước rớt phía bên kia. Các bạn thấy khi W có rồi là rất ngay tức xử lý với đối phương vừa quy một, một phát là đứt EQ luôn. Đối phương vừa quy một một phát là mình xả ba skill luôn anh em nhé. Xả ba skill ở thời điểm nó gần như là tương đồng nhau, đứt EQ. vừa cấu rỉa đối phương vừa né đam quy của đối phương vừa để tạo áp lực reset các tân lính này thậm chí là cái đòn đánh tay đến từ kỹ năng E cũng được rất tận dụng rất là tốt. Và The Side đã có một pha E, q 2 Q3 cực ổn rồi. Nhưng mà áp lực đến từ The là không nhiều và rất vẫn reset thành công tân lính này. Một tân lính được reset thành công và mặc dù là Maokai di chuyển vòng ra phía sau, sau cua trên nhưng mà rất tốc hành đi bộ về được, không vấn đề gì cả. Về được lần này là một cái tranh lệch rất lớn ở khu đường trên về mặt CS rồi. Mặc dù mất đi cái tốc hành nhưng mà vẫn có thể uh, rút lui được với 37 so với 24 CS. Rất về nhà đóng cho mình một cái giày thép gai. Tại sao lại là giày thép gai các bạn? Bởi vì uh, thường thì cái giày thép gai này các bạn, nó sẽ được áp dụng trong trường hợp là top dừng đối phương đều là rất là vật lý. Nó sẽ rất là hiệu quả. Đối đối phương cũng có cực kỳ nhiều CC với Ari, với Mao Cai. Nhưng tại sao rất lại không hướng tới giày thủy ngân? Vì người chơi quen thì thường ít khi lên giày thủy ngân lắm anh em. Nếu các bạn xử lý W tốt thì... Uh, không ngại CC anh em nhé. Nếu các bạn xử lý tốt cái xương la bất bại thì các bạn sẽ không ngại CC của đối phương. Tất nhiên là trong một pha team fight thì việc hồi chiêu lâu của cái xương la bất bại này khiến cho bạn chắc là một pha team fight chỉ dùng được một pha W thôi. Nhưng nếu các bạn làm tốt ở cái thời điểm mà các bạn dùng W thì lượng sát thương bạn gây ra vẫn sẽ là rất lớn. Nên là lên giày thép gai để đi đẩy cánh cùng với The Shy luôn và đi kèm một một với The Shy. Tập trung vào việc DCS đứng trên đối phương. Lấy lợi thế cá nhân và đợt sai về nhà với tầm gần 30 cs thì rõ ràng vẫn là sự thua thiệt về mặt trang bị khi mang lại khu đường trên lúc này là được sai mang lên đường trên thêm một cái, thêm một cái ki kiếm đau ra nữa thêm kiếm đau ran để được sai có thể gia tăng thêm cái sức ép đi đường chấp nhận là việc sẽ hướng tới trang bị trễ hơn trang bị lớn trễ hơn đó, các bạn thấy vừa quy mô phát là đứt EQ liền Đây là sai EQ2 cũng rất tốt để trả sát thương lại Và sau đó bổ Q3 W nội tại cũng ổn nhưng mà rất vẫn có thể tiếp tục đẩy đường không đường trên liên tục stack Q từ lính và sau đó thì cắt Q e đợt sai vừa cố gắng để cấu rỉa ngược trở lại nhưng mà đợt đẩy vẫn thuộc về cho rớt một pha chơi hit mà rớt có lẽ sẽ không lời về máu nhưng các bạn tưởng tượng cái thời điểm này là cái thời điểm mà 6 phút rồi mầm ở cánh trên nó có rồi chơi hit láo một cú để di chuyển ra với tình huống đẩy trước đây là tình huống mà e đúp Q lên và tấn công reset thành công tân lính đến từ rớt nhưng mà tân lính sáu con phía sau thì lại không còn w để reset nữa là bị đợt sai chặt lại một tình huống cũng mất máu tương đối nhiều q 3 w nội tại đứt hai giật về đến từ sai rất chấp nhận có một tình huống trao đổi lỗ để reset nhanh tân lính này và di chuyển ra sông lấy được mầm và có lại lượng máu cần thiết để đi đường với đợt sai phía bên kia đó một người mà các bạn thấy đi đường họ rất tập trung vào cs thực sự rất là một người đánh vẫn có áp lực nhưng mà không bị thọt cs nhiều vẫn có áp lực ở những tình huống mục tiêu lớn nhưng mà lượng cs theo thời gian của rất vẫn rất là tốt ha đó ra ăn mầm hồi lại gần như là phun cây máu rồi lên lại khu đường trên thời điểm này thì uh, chiêu cuối của cả hai bên đều đã sẵn sàng và ở clip trước mình đã phân tích cái kèo yone cùng với a rồi rất không ngại việc trao đổi chu cuối cùng với đời The sai theo kiểu là thấy đối phương hết quy là mình bung r ra mình đổi r với đối phương á thì uh, mình cũng đã phân tích rất là kỹ về con a rồi thời điểm này thì a cái skill ad của nó với những tình huống quy rất là đau thế nên là việc mà a có chiêu cuối nó sẽ là một con ăn chóc rất khỏe về mặt gây sát thương Đối phương tiếp tục quy 1 và các bạn thấy đợt sai cũng bắt đầu có sự thay đổi về cái khả năng chơi hit rồi nha trước đó là những pha quy 1 mà đợt sai liên tục bị đứt e quy tấn công ngược trở lại bởi vì đang quy 1 thì bạn sẽ không thể làm được gì hơn nhưng mà đây là tình huống mà đợt sai đã quy một sau đó e về rất nhanh vì đợt sai biết là mình quy một kiểu gì đối phương cũng đứt e quy lên thôi nên đợt sai đã có pha quy một và biết đối phương đứt e quy lên thì đợt sai đã ngay tức e về Q1 E về để né tình huống EQ của rất phía bên kia. The Side cũng đã bắt đầu thay đổi cái thói quen đi đường của mình rồi này. Sau những tình huống Q1 bị đối phương EQ liên tục, đứt EQ liên tục, thì The Sai đã nhận ra là lý thuyết kèo này không chơi hit theo kiểu là Q1 đổi với e EQ đối phương được nữa. Thì đã là tình huống Q1 sau E về ha. Họ thích ứng với cái thói quen đi đường của đối phương rất là nhanh. Và trong khoảng thời gian đối phương có sức la bất bại thì The Sai sẽ không có nhiều cơ sở để có thể chơi hit lại tiếp tục là EQ lên tung luôn chiêu cuối rất thấy đối phương bởi vì có nóc tân level sáu anh em nhé nóc tân của honor đã cướp được rất là nhiều rừng và có level sáu rất là sớm là ở cánh trên rồi thì cái tình huống này các bạn thấy là đợt đã mất q một phần lính này q hai rồi này sau đó thì q ba này là rất ôn in luôn vì a bây giờ chỉ có bật r chạy nó không còn q không còn q nữa để trả sát thương nên đợt chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi và việc đổi chiêu cuối này thì mình đã phân tích cái kèo mà game một là kèo yone cùng với a rồi ha cứ đổi chiêu cuối một bên dùng chiêu cuối tấn công một bên dùng chiêu cuối bỏ chạy thì bên dùng chiêu cuối bỏ chạy chắc chắn là bên lỗ hơn về máu rồi đồng ý là cả hai bên đều mất chiêu cuối pha này thì Dersa đã có một tình huống suýt chút nữa là cần hai được và thiếu đi một ít đam để có thể hạ cũng được honor rất đen cho Dersa là như vậy nhưng sau đó thì Dersa đã không tính được cái cooldown của Sương la bất bại và có một pha một pha <laughs> thường là quy một đối phương W, E, Q lên là Dersa phải quy một E về ông ấy E, EQ một lên Switch chút nữa đã, đã cân hai đến từ The sai rồi nhưng sau đó lại là một tình huống sai lầm đến từ The sai khiến cho rớt mà rớt thậm chí là tận dụng cái cái đòn đánh tay ở kỹ năng e của con quen này rất là tốt nha pha này là ngay khi thấy The sai có một pha e thường là q một đã w rồi pha này thì The sai e lên bật w đánh tay một đòn sau đó thì có được stack thứ hai của xoẹt xoẹt sau đó thì e q lên đánh tay một đòn với theo nữa ok chưa mắc ping chưa một sai lầm khiến cho đời sai mất một lượng lính là quá khủng khiếp ở đây sau pha này là gọi là ao rồi đấy anh em nhé ao rất nặng luôn rồi một khiên trụ cùng với một tên lính rất to mà đời sai đã bị bỏ lỡ đây là tình huống bot của bên phía Weibo Gaming Winland vì có Kalista cùng với Sena hai con tướng tay dài chưa kể là cấp độ đầu thì Gumayusi mất tốc biến nữa nên là bot bên phía Weibo Gaming ván này thắng đường so với đường dưới của Thiwon và họ bắt đầu swap lên cánh trên để kiểm soát Sứ giả. Thế nên đây là một pha mà... Rất biết là mình sẽ phải một mình đánh 2 đánh 3 ở dưới trụ. The sai cũng phải xuống đường dưới để một mình đánh 2 đánh 3. Lúc này thì trình lệch like CS đã đạt con số khoảng chừng 20 CS rồi. 20 CS rồi. Sau pha này thì đối phương có được sứ giả và lên khu đường trên tấn công trụ của Zeus. Bot. The Sai không còn tốc biến nữa sau tình huống bị tấn công bởi bộ đôi tốc rừng đối phương không còn tốc biến nữa bị băng trụ với một mạng xả tiền nội tại đến từ Raven của Majusi rất nặng nha anh em nhé cực kỳ nặng luôn còn rớt khu đứng trên thì có một quả bị băng trụ nhưng mà không không bị mất mạng vào tay đối phương các bạn thấy đường dưới The Sai chết cái mạng này là mất hết tất cả CS đường dưới rồi nhưng mà rớt với cái W không có chú cuối chỉ có tốc hành và W mà thôi để chống băng trụ quả này thì tốc hành sau đó thì e về bật W vẫn đón được kinh nghiệm và thậm chí lát thì được cả con xe to còn đời sai là mất hết anh em nhé đời sai mất hoàn toàn đợt lính khu đường dưới luôn còn rớt vẫn xử lý được uh, lượng kinh nghiệm của mình cùng với lát thì được con xe to và với tốc độ di chuyển từ tốc hành thậm chí là rất không mất mạng vào tay xã thủ đối phương nữa là một tình huống mà cả đời sai lẫn rớt đều nằm xuống nhưng hai tình huống nằm xuống thì nó có một cái tranh lệch cực kỳ khủng khiếp một bên là lượng tiền lớn đến từ việc mạ gục rơi vào tay con Raven đang tích nội tại nhiều một bên thì là không có mạng một bên thì là sai không đón được kinh nghiệm không farm được con lính nào cả một bên thì rất vẫn có lượng kinh nghiệm rất là lớn và thậm chí là hết được cả xe to thì cái tranh lệch đứng trên lúc này nó vẫn đang là một khoảng cách tranh lệch tương đối lớn đấy, anh em nhé là kèo 1-1 này thì sai cảm thấy khó rồi và cái hay của T1 là cái khả năng macro của họ với đầu tàu là Faker thì Faker cũng có những tình huống di chuyển macro dạng giữa trận chung với Jez để hình thành cái đội hình 1-3-1 rất là tốt mặc dù là Guma ván này ăn được những cái mạng xả tiền như vừa rồi là rất giàu anh em nhé nhưng mà Thion vẫn đánh chủ yếu xoay quanh việc là đẩy cánh giữa rớt cùng với Faker mà thôi. Đóng băng này. Tân lính này mặc dù Dershai đã bung quy để có thể reset. Nhưng mà reset thì nó không vào được đến trụ bởi vì Dershai đã mất hết quy để dọn lính rồi. Nên là không còn quy để PK của Wizard. Và thực ra PK thời điểm này cũng thua thôi Một bên thì là giày thép gai cùng với quyền trượng ác ma rồi. Phía bên kia thì Dershai chỉ có trường kiếm cùng với hai Doran mà thôi. Thì áp lực để mà reset cái tên lính xe to này vào trong trụ là không có chưa kể là áp lực đến từ một con Nocturne tân cuối đã hồi của honor nó khiến cho đời sai đánh cực kỳ rén pha này thì mau cai ở cánh dưới farm rừng và không hỗ trợ cho đời sai được kiểu như pha này nếu như có way way đường trên mình cũng không chắc là đánh hai hai lại không nữa thực sự luôn nếu mà mau cai của way kéo lên top để bảo kê cho đời sai thì cái tên này nhiều khi honor dùng chưa cuối lên đường trên hai đánh hai là top dừng bên phía way gaming với hai cái tốc bí không có này rất dễ cút rất dễ cút anh em nhé nên là rất tiếp tục đóng băng cái tên lính từ nãy đến giờ là đóng băng mấy tên rồi anh em từ cái tên trước đó là tên xe to anh em nhé các bạn đếm này đây là một tên đóng băng lại với ba con lính đánh xa và một con xe to đóng băng được thì đa phần là do con xe to cái tên này thôi tiếp tục đóng băng farm tiếp đờ sai bắt buộc phải bổ quyền lính từ xa tên lính sáu con này đờ sai mới chỉ lát được một mà thôi rớt thì không có áp lực đến từ a phía bên kia nên là lát hết chắc là không chơi con nào rồi. Đội xa ăn được con lính thứ hai bằng W. Tiếp tục đóng băng bốn con lính lại với ba con xa một con gần. Và đội xa lúc này thực sự là rất khó chơi. Mao Cai thì đang ở sông dưới. Nóc tân của đối phương thì đang mất dạng trên bản đồ. Rớt cắm lại một con mắt ở bụi cỏ thứ hai khâu đứng trên để xem xem là đối phương có kéo Mao Cai lên hay không. Tiếp tục đóng băng lính farm ha từ sai bất lực quá rồi giờ tập này không ai hỗ trợ reset cái tên lính này cả mao cai lộ đứng giữa luôn rồi nóc có Honor thì tiếp tục mất dạng trên bản đồ với cái chiêu cuối cực kỳ áp lực a chóp không có tốc biến cái tranh lệch cs bắt đầu nó tăng từ đây này anh em này hồi nãy là tầm hai chục rồi đó đóng băng thêm một hồi nữa là chênh lệch rất lớn honor thì vẫn đang farm và mất dạng trên bản đồ được sai cắm mắt ở khu vực sông trên honor thì đi farm rất chill nhưng vẫn có áp lực tiếp tục là một tiếng đóng băng lính khu đứng trên đờ sai có một quả quy một sau đó e về rất nhanh w thì không ăn được con xe to vì rớt đã dơ thân mình ra để chắn cái w của a -Choc. một a không còn quy thì w chúng cũng không có tác dụng gì nhiều cả lại tiếp tục là một pha quy một bổ e q một để rút lui đến từ vị trí của đờ sai mà thôi bạn thấy gác cs rồi này gác rất nhiều cs rồi hơn hai cs rồi hai mươi cs rồi hồi nãy nó khoảng chừng mười bảy mười tám gì đấy giờ lên hai mươi rồi và cái tân lính trước mặt của rớt vẫn còn rất nhiều tiếp tục đóng băng thì nó sẽ dẫn đến chênh lệch khoảng chừng 30 CS anh em nhé mà top chênh lệch 30 CS là cực kỳ khó chơi rồi tiếp tục đóng băng lính đến từ rớt để pha và đờ sai nãy giờ các bạn thấy là toàn là bổ quy một sau đó thì bắt buộc phải e về để tránh những tình huống quy một sau đó đối phương đứt e quy lên đó. có dòng cánh dưới cho mau cai tầm này thì hai top afk pha với nhau đứng trên thì đờ sai quá ngộp rồi đó sai đã hồi tốc biến rồi, rớt cũng đã có tốc hành trở lại rồi. Level 9 là ngang nhau level 10 trước dành cho rớt, sau đó là pha bonin đến từ rớt với chu cuối. Đó sai bật chu cuối để có thể bỏ chạy mà thôi. Kích tốc hành lao lên cắt quy và sát thương đến từ rớt cho thú vừa rồi khiến cho đờ sai mất quá nhiều máu. Và quay lại đường trên thì cái tên lính này nó sẽ đẩy ngược trở lại thôi. Tên này còn hai con là không thể đóng băng được anh em nhé. Đóng băng thì một hồi nó cũng sẽ đẩy ngược lại thôi. Tầm tân sau nó đẩy ngược lại rồi. Ngày một con lính đánh gần đối phương chết rồi này lúc này sẽ là tân lính 7 đánh 6 7 đánh 6 thì nó chênh lệch sát thương là một con và chênh lệch này nó sẽ khiến cho đứa lính tiếp tục đẩy mà thôi Được sai quyết định không nhấn tp và rất tiếp tục đóng băng thêm một tên nữa tiếp tục đóng băng thêm một tên nữa anh em nhé tất nhiên là tên này sẽ không đóng băng được lâu đâu bởi vì nó gần trụ của rất hơn mà nhưng mà honor đã bắt đầu vào vị trí rồi honor đã farm hết tất cả rừng nhà mình và ở vị trí sẵn sàng ganh với cú chu cuối và đợt sai đến cái tên lính này nãy giờ bị đóng băng đúng không cái thầy lính đường trên không đóng băng hoài đâu anh em nó đóng băng đến cái tên nào đó sẽ để ngược lại thôi thì đến cái tên để ngược lại thì rớt lại kéo rừng của mình lên để tấn công và khiến cho đợt sai bị mất tốc biến trong pha này vì rất không còn chiêu cuối để hỗ trợ thêm về mặt sát thương và khống chế nên uh, cú hoang tưởng này đến từ honor chỉ lấy được một cú tốc biến của đờ sai và lấy thêm được cái chiêu cuối hơi trễ đến từ chris nữa các bạn thấy gác cs đúng không ạ đến thời điểm này gác cs là cực kỳ nhiều rồi là tầm khoảng chừng bốn chục cs rồi anh em một trăm mười so với bảy rồi chỉ là tân này thì hơi khó băng trụ thôi rồi reset về ha reset về với bốn chục cs trên lệch sau đó thì xuống khu vực đường dưới đến từ rớt với một cái dịch chuyển sẵn sàng cái này là lỗi hiển thị ở trên replay thôi anh em hiện tại dịch chuyển của rớt vẫn đang sẵn sàng anh em nhé và thường thì cánh để lẻ của rớt hay là cánh để lẻ của những con tướng đấu sĩ khỏe thì nó sẽ là cái cánh đẩy lẻ nó trái ngược trở lại với mục tiêu ví dụ như pha này chuẩn bị đánh sứ giả đúng không thì rất sẽ là người xuống dưới bot nếu một chút đã đánh rồng thì rất sẽ là lên cánh trên ở tình huống mà đã ăn xong rồng rồi thì rất lại xuống cánh dưới tiếp bởi vì lúc đó sẽ là tình huống áp lực tại mục tiêu baron thì luôn luôn là đẩy ở cánh ngược lại với mục tiêu lớn chuẩn bị cạnh tranh đến từ rất để tạo áp lực ở cánh còn lại nếu đối phương xuống bắt rớt thì phần còn lại team sẽ có mục tiêu đây là một cái lý thuyết trong việc macro dạng giữa trận của những cái silent hàng đầu thế giới tại thời điểm này luôn luôn là đẩy lẻ ở cánh ngực hướng với mục tiêu lớn anh em nhé thì đây là tình huống mà rõ ràng là rớt đã farm được hết tân lính khu đứng dưới sau đó mới tp anh em để ý không ạ rất chú trọng vào cs cực kỳ chú trọng vào việc sở hữu tài nguyên đấy từ rớt để carry và ván này cũng là một ván mà giống cái ván trước là cái ván yone á là rớt nó out farm được sai một cách khủng khiếp luôn nó out farm từ đi đường tầm hai ba chục cs nhưng mà đến cái dạng xe len đến cái dạng đẩy lẻ ở cánh á thì T1 đã tạo một khoảng trống rất là lớn để rớt farm 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 và farm với con Yone ở game trước là 100 CS và một đồ rưỡi chênh lệch. Ván này con Gwen này cũng ao CS so với con Aatrox của Sai rất nhiều. Và Aatrox có một khoảng Sai có một khoảng thời gian mà Sai gần như là AFK luôn các bạn. Nếu mà bạn có xem cái clip phân tích tổng của mình về trận BO5 hôm trước, mình làm cái clip phân tích trận chung kết thì đó là một khoảng thời gian mà mình đếm là Sai AFK khoảng chừng 3 phút không được farm một tí nào, không được farm một tí nào luôn cứ chạy vòng vòng bảo kê cho Kalista farm một khu đường giữa sau đó xuống cái turn bot chuẩn bị pick cái way bot mà rớt đẩy vào thì là thời điểm mà con nóc của nó xuống và không cho được sai farm trong xuyên suốt một khoảng thời gian rất dài rớt đã pick xong way bot anh em đã xuống đường dưới pick xong một way cực kỳ to sau đó thì mới tp đánh sứ giả chung với đồng đội faker và sai bắt đầu áp sát từ cánh trên sứ giả thuộc về trong phía wave bot gaming và đây là tình huống mà Zerg đã dịch chuyển xuống với một con quen cấp độ 11 so với cấp độ 10 của đời sai ok chưa và đời sai lúc này chưa có một đồ lớn chưa có nổi một đồ lớn vì lên hai trang bị Doran nên là đời sai cực kỳ thọt về mặt trang bị lớn pha này thì đời sai chỉ có dao hung tàn cùng với hai trang bị Doran cùng với cái giày thủy ngân thôi một cái giày thủy ngân là không đủ và rớt bạn thấy là còn cái xương la bất bại nhưng mà không dùng nhá mặc dù đây là tình huống mà bao cai có cc tuyến đầu với chú cuối cùng với quy nhưng mà rất quyết định là không dùng xương la bất bại chờ đồng đội bắt đầu vào vị trí để dùng xương la bất bại để ôn in thì cái thời điểm dùng sương la bất bại của rất là một thời điểm mà nó rất là mắc ping hầu như trong tất cả các tình huống mình để ý đến cái con quen của rất dùng w ấy, thì đều là dùng mắc ping cả ví dụ pha này dính chu cuối cai dính quy mau cai thì nó cũng không có sát thương follow up đến từ Kalista hay là Ari hay là Achop nên là việc bạn dính CC cũng không phải vấn đề quá lớn mà dùng cái W của mình ở cái thời điểm mà bạn bung chiêu cuối ra thì nó sẽ gây sát thương một cách tối đa mà đối phương gần như không trả sức được vào quen bạn sẽ có rất là nhiều khoảng trống để ghép center một chiêu cuối nếu bạn dùng w ở tại thời điểm đó thì pha này thì rất quyết định chưa bung chiêu cuối chờ đồng đội vào vị trí đã sau đó là một tiếng dính r dính q của Maokai. cai rồi bắt đầu nhả w on in đối phương không thể làm được gì con quen đang có sương là bất bại cả với một đội hình mà ari kalista với sena ba con sát thương ở vị trí bên ngoài bắn vào cái sương là bất bại không thể tác động được và bật w lên xả sát thương thì nó gần như là free sát thương vào đội hình đối phương rồi và sát thương kia sai đã phải nằm xuống sau đó rớt lên đứng trên pha đây lý do vì sao mà Faker là người bị có CS không tốt bằng rớt này. Là những wave top này thực ra là những wave mà con quen TP lên thì Sylas là người có được wave top này anh em nhé. Nhưng mà rớt là người được ưu tiên farm. Nên là chỉ số farm của rớt lúc nào cũng rất là tốt. Luôn luôn có cái lính để farm, luôn luôn có một đường lính mà team nhường lại cho rớt để farm. Vì rớt farm rất gánh team được. Lúc này là The Sai vừa nằm xuống một mạng rớt đã tiếp tục pick thêm được một wave ở khu đứng trên. Sau đó thì quyết định đến từ rớt là bấm B về bổ sung trang bị. Và thực sự là các bạn thấy Rớt xử lý có rất nhiều pha phía sau, rất xử lý sức lam cực kỳ hay. Pha này thì uh, mục tiêu tiếp theo sẽ là con rồng nguyên tố vì vừa xong sứ giả thì mục tiêu tiếp theo sẽ là rồng 3. Mà rồng 3 thì lúc này thứ nhất là rớt không có dịch chuyển, Faker có dịch chuyển. Cái thứ hai là Sylas có khả năng đi ở đường cánh rất tốt thì để cho faker lên đứng trên đây rất <laughs> cái này chắc chắn là bị faker nắm đầu suzy rồi đúng không đang có định lên tốt đúng không vì thường là con quen nó sẽ đánh ở cái cánh bởi vì con quen nó có sát thương lên trụ nhiều xe lát rất là nhiều con quen là một đấu sĩ hoặc là những con như yone chẳng hạn nó cũng là một con có áp lực lên trụ rất là nhiều nên là việc đi trái cánh cùng với mục tiêu lớn nó sẽ khiến cho đối phương nếu như kéo lên bắt con quen này thì áp lực ở cánh mục tiêu sẽ bị phê tiêu ăn chiếm hết à và nếu như kéo xuống để đánh mục tiêu thì cái cánh một một ari a, ri, a chóc không thể đánh lại con quen mà để cho con quen này nó thắng kèo ở sai thì nó sẽ tác động lên trụ tốt hơn sai lát thì thường là rớt sẽ đánh ở trái cánh so với mục tiêu lớn diễn ra nhưng bởi vì pha này thì rồng còn một phút 28 giây nữa Rớt thì còn tới 3 phút nữa mới hồi tp thế nên là faker nắm đầu rớt xuống dưới bot đi em để anh có tp anh lên tốt này được ví dụ như đây nếu như đây là một con pháp sư kiểm soát uh, theo kiểu là một con Ari chẳng hạn hoặc là một con không con Orianna chẳng hạn hoặc là một con như kiểu là con uh, pháp sư Sindra chẳng hạn thì nếu các bạn lên top ở thời điểm này bạn rất dễ bị đá chết ở đây nhưng Salad thì không nha Salad này Akali này Yone này nó là những con đường giữa mà nó có khả năng đẩy lẻ ở khu đường trên mà nó không bị bắt lẻ, không không bị bắt lẻ không bị bắt chết không bị băng trụ Azir thì uh, cũng có thể được nếu các bạn dựng được cái đĩa mặt trời hoặc là các bạn có thể xử lý tốt bằng uh, đúp EQ. Nhưng mà Sylas nó sẽ là con silent tốt hơn so với những con như uh, Azir hay là những con pháp sư như kiểu là bạn tưởng tượng có Xerath, Orianna, Syndra mà lên trên top đẩy lẻ quả này là chắc chắn đi rồi nhá. Nhưng mà Sylas của Faker đẩy được. Ok, xuống dưới bot farm đi em. Không có TP tí, tí một phút hơn nữa rồng 3 xuất hiện rồi, ở dưới bot sẵn có gì PK luôn. Còn trên top này để Faker, Faker có khả năng đánh một mình khu được trên được, không sợ bị đối phương băng trụ. Và Faker có dịch chuyển để đánh rồng, quan trọng là có dịch chuyển để đánh rồng. Thì đây là những cái lý thuyết về macro mà rõ ràng là rất là cần những người như Faker ở trong team để có thể xử lý những cái macro dạng mid game về mặt silent như vậy. Rồi rất xuống đường dưới tiếp tục đẩy lẻ ha. Các bạn thấy đây. Những con pháp sư như là TF, Ari, Syndra, Orianna nó đánh ở gần khu vực mục tiêu như là rồng nó sẽ tốt hơn tốt hơn rất là nhiều so với việc là ví dụ bây giờ đẩy Ari lên tốt nó chết đâu không, 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 chết được nó có phi hồ nó có tốc biến gần như nó không chết được nhưng mà nếu mà đẩy Ari khu vực đường dưới còn Ari đường trên á thì sông dưới này bên phía của Weibo Gaming sẽ rất khó để kiểm soát con Ari này nó có áp lực rất là lớn trong việc là đi chung với đồng đội ở tại cánh dưới bản đồ vì nó là con make play tốt con Ari này thì không có khả năng make play nên là nếu mà để a trong đường dưới thì gần như con rồng hoặc là sông dưới bên phía thiêu an chắc chắn sẽ kiểm soát hết rồi à. Thì bắt buộc phải để Ari khu đường dưới ha. Mặc dù là không chết nhưng pha này thì Xiaohu đã bị Gwen của Zerg cùng với Honor lấy đi cái chiêu cuối phi hổ. Mất một cái tài nguyên mà bên phía T1 gần như không mất cái tài nguyên là quá quan trọng cả. Không phải đổi tài nguyên với Xiaohu. Chỉ là một pha di chuyển ở khu vực sông dưới để kiểm soát tầm nhìn và ép chiêu cuối của Xiaohu mà thôi. Còn kèo top thì đó, các bạn thấy rồi Faker vẫn có thể để lẻ 1-1 với TheSlam cách thoải mái. mặc dù là hai đường đơn đều là sát thực phép thì việc con à chóc lên cái kiếm răng cưa nó sẽ giúp cho đời sai có khả năng đi đường cánh rất là an toàn nhưng mà vì ván này đời sai cũng thọt nên là không có áp lực để cánh anh em ạ hai đường cánh của siêu 1 một ba một cực kỳ ổn và rớt sẽ có khoảng trống để ăn trụ này anh em này rồng ra thì rất không có dịch chuyển thì đứng sẵn ở đây rồi giao tranh lúc nào cũng được faker chỉ cần nhấn tp xuống là xong chưa kể thời điểm này đời sai đã không có tp còn faker thì có thì đây là một con rồng mà đối phương gần như không cạnh tranh được đối phương gần như không thể cạnh tranh được rất vẫn có khả năng pha vào khu vực đường dưới một cách an toàn mà không sợ đối phương sẽ áp lực ở tại khu vực hang rồng và có được trụ bot đối phương với tình huống đẩy lùi được xe và bên phía Weibo Gaming xác định là cái thời điểm này không đánh rồng được nữa vì thua TP thua TP giữa Faker và Sai thì quyết định của họ là gọi một con sứ giả ra khu vực đường giữa Faker không quyết định đẩy tiếp cái tân lính này tân lính này thì à nhầm rớt quyết định không đẩy tiếp tân lính này anh em nhé rất quyết định đi bộ AFK bụi cỏ chặt ba tình huống di chuyển và afk ở với cỏ chạc ba này của rớt khiến cho đội bên phía weibo gaming rén rén ngang luôn mặc dù là không ra mít nha bởi vì ra mít cái tên này là là rớt mất hết cái tên lính được dưới bot à nếu mà rớt tạt ngang ở bên phía cánh phải cho thiếu giao tranh này thì đối phương đơn giản giật về một cái là rớt sẽ tự động mất lính khu đường dưới à nên là rớt chỉ gây áp lực thôi gây áp lực khiến cho đối phương không dám đẩy quá mạnh có thể là weibo gaming bắt đầu có dấu đứng check lên cánh trên bản đồ bắt buộc phải đứng check lên bản đồ và đã có những dấu ping của phía T1 và cái dấu ping này là dấu ping mà rất có thể di chuyển vào hoặc là ở đây có thể có tầm nhìn hay gì đấy nói chung là T1 quyết định là dùng một con quen mất dạng khu vực dưới để áp lực khiến cho Weibo Gaming khu vực giữa họ thả sứ giả để ăn trụ sau đó họ phải giật về ngay lập tức họ không dám đẩy tiếp vào trụ hai vì các bạn tưởng tượng đội hình mà Kalista không flash xong rồi toàn là Ari với Senna mà gặp con Gwen W thì đúng là không làm được gì nó cả. Nó sẽ vào nó cắt free thôi nó giống như cái đứt của con vladimir cũng vậy nó vào ôn in và tiến sau đối phương gần như là không có phương án để trả sát thương đối phương bạn thấy rất gen, rất bật máy quét luôn di chuyển đến đâu bật máy quét đến đó để xem mình đã bị lộ vị trí hay chưa và lúc này thì bên phía Weibo Gaming đã bắt buộc phải đứng trách lên cánh trên và không dám đâm vào quá sâu ở tại khu đường giữa. Vẫn có áp lực ở một đường cánh, vẫn có áp lực ăn công trình đối phương, vẫn có áp lực trong những tình huống di chuyển mặc dù không có TP vẫn có được đợt lính khu đường dưới Weibo Gaming bắt buộc phải giật lấy khu vực cánh trên và TheShy cũng bắt buộc phải di chuyển chung với Faker trong pha này ờ, Weibo chỉ có thể ăn được một trụ đường giữa chứ không thể nào dìu sứ giả và đến trụ hai được, Rớt vẫn về lại khu đường dưới pick thành công một quê lính có xe to sau đó thì giao tranh dòng diễn ra với tình huống bọc sau đến từ Zerg, đợt lính tiếp tục được đẩy cao và đời xa nãy giờ thì có 114 CS mà thôi các bạn nhìn tranh lệch like CS tại thời điểm này là 157 so với 114. Vẫn có được trụ đường cánh, vẫn có chỉ số farm rất tốt, nhưng vẫn có những áp lực đến từ Zeus ở tại các mục tiêu và có áp lực cả cho những tình huống đối phương công trụ nữa. Sau đó thì team pha đã bắt đầu diễn ra với tình huống tập trung năm thành viên của cả hai team và đối vẫn chưa có nổi một trang bị lớn. Và các bạn thấy là cái cách team pha của t thì mình cũng đã phân tích rất là kỹ ở cái clip phân tích trận chung kết rồi. Họ chia ra nhiều hướng khác nhau để có thể mở. Và đời Sai không thể cản nổi rớt, rớt vẫn vào được. Với một lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp vào đội bên phía của Weibo Gaming. Họ phân chia nhân sự trong team file là cực kỳ khủng khiếp anh em nhé. Thứ nhất là phân chia side lane họ đã macro rất là tốt rồi. Họ macro cực kỳ linh hoạt. Chứ không phải lúc nào cũng là rớt ở đường trái cánh với... Mặc dù theo thói quen thì thường là như vậy thật. Bởi vì rớt có những chất tướng đường trên có những áp lực lên trụ rất là tốt. không phải lúc nào cũng là rớt ở khu vực trái cánh với mục tiêu lớn như vừa rồi các bạn thấy là không có dịch, dịch chuyển thì ở dưới bot thôi tranh lệnh lúc này dành cho t là con số 4.000 tiền và rớt tiếp tục đẩy khu vực đường dưới vì mục tiêu rồng đã không còn thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Baron rớt sẽ đẩy ngược cánh với mục tiêu lớn là Baron tại thời điểm này và cánh trên thì mặc dù là t nó đã có một lợi thế là 4.000 tiền anh em nhé các bạn nhìn hiện tại lợi thế của thi là 4.000 tiền một con Raven ăn được hai mạng xả 100% nội tại từ đầu ban đấu đến bây giờ là một con Raven rất khỏe. Nhưng họ không muốn đánh một cách quá nhanh, không muốn đánh một cách quá vồ vập. Họ đánh an toàn, họ scale lên từ từ với những con quen với những con Sylas về dọn đường sau ván đấu nó vẫn rất khỏe. Và đặc biệt là con quen của Zeus, các bạn thấy là vừa rồi có khoảng trống sau khi pick way boss xong vào farm tới hai bãi quay rừng của Honor. Và Honor chỉ ở cánh trên kiểm soát Baron thôi anh em. Honor chỉ ở cánh trên kiểm soát Baron và bảo kê cho đồng đội thôi. Còn Zeus thì liên tục có những pha di chuyển farm và đồng đội vừa rồi đánh nhau khu vực giữa diễn ra với double kill dành cho honor thì rớt cũng không cần phải nhấn tv nữa vì đó là tình huống win T5 rồi thậm chí là pha này di chuyển xuống khu cánh dưới tiếp tục đẩy lẻ và ăn cả bùa xanh pha này là giật về ăn cả bùa xanh anh em nhé farm hết có cái gì đâu mới farm hết đờ sai bởi vì là áp lực của con nóc nó lớn quá nên là đờ sai cũng không dám đẩy quá cao khu đường dưới và chưa kể là đường dưới lúc này một 1 thì cũng không có cách nào đờ sai đánh lại ông nữa cả Tranh lệch là quá lớn rồi honor cứ bám một khu cánh trên cắm mắt ở khu sông trên tạo áp lực tại baron thôi còn cánh dưới thì rớt sẽ tiếp tục đẩy cánh tiếp tục tạo áp lực với những cú dịch chuyển sẵn sàng bất cứ lúc nào lên khu vực cánh trên nhưng mà sẽ không ăn baron tại thời điểm này anh em nhé cái tranh lệch ở từng vị trí các bạn thấy lúc này đứng trên đã là chênh lệch sáu cs rồi sáu cs rồi dừng nóc tân năm một cũng xanh raven thì đang là tám nghìn chín thậm chí raven của guma nóc của honor còn xanh hơn cả rớt nữa nhưng mà họ vẫn không đánh quá vội họ vẫn không đánh một cách vồ vập họ không vào baron ngay lập tức tại thời điểm này mặc dù đội hình của họ có rất nhiều dps họ chờ cái ngưỡng sức mạnh nó tối ưu hơn và baron thời điểm này cũng hơi mạo hiểm thật thì chênh lệch đứng trên là tám nghìn sáu so với năm nghìn chín rồi chênh lệch là hơn hai nghìn tiền hai nghìn bảy gần như là một món trang bị lớn sau khi đẩy khu đứng dưới rất làm gì? Đi farm cua. Đi farm thôi anh em. Thêm một tơn nữa ha, thêm một thêm một tên nữa dưới boss ha. Rừng cánh dưới cùng với sông dưới và những bãi quay rừng ở khu vực rừng cánh dưới đối phương ví dụ như là bãi người đá là rất lượm hết à. Reset một tên boss vào trong trụ 2. Sau đó di chuyển. Hồi nãy thì lần gần nhất mình xem CS còn rất là bao nhiêu nhỉ anh em nhỉ? Lúc này là 22 phút có khoảng chừng 200 CS anh em nhé là đang thua thời gian hai chục cs rồi thua thời gian hai chục cs sau đó thì uh, reset một tên bot về farm cua và bãi cóc cùng với bãi sói khu vực rừng dưới của siwan 1 thì rất ăn hết nói chung là cứ đẩy đường bot ăn trụ hai của a thì nó hơi mạo hiểm cảm giác sẽ hơi mạo hiểm một chút à, thôi giật về farm thôi à, ăn được bãi cóc thôi còn có bãi sói nhường lại cho guma anh em nhé <laughs> ăn cóc ăn cua xuống đến bot quay 6 con lại tiếp tục pick tiếp. Ngày hôm qua cái clip Yone thì mình không được xem cái quá trình farm ở tầm 21 đến tầm 29 phút của rớt chứ thực ra cái khoảng thời gian đó là rớt farm rất nhiều. Sau đó tiếp tục về lên lại khu đường trên. Mục tiêu tiếp theo sẽ là gì? Là rồng. Rồng ra thì rớt lại lên đánh trên để để tiếp thôi anh em. Đó, luôn luôn là uh, những tình huống chia sai lên rất là hợp lý của C1. Lên top tiếp tục pick một quay rất to. Và sau 24 phút thì rớt đã cấp độ 15 rồi. Một cấp độ vượt trội hoàn toàn so với The Shire. Dòng ra thì rớt đẩy khu đường trên một tơn. Di chuyển ra sông kiểm soát tầm nhìn với cái máy quét. Đẩy cánh duy trì CS tốt. Không bị mất áp lực cánh trên trong lúc mà đồng đội đang ở khu vực cánh dưới để kiểm soát mục tiêu. Không cho đối phương cơ hội để khai thác ngược trở lại ở cánh mà rớt đang đẩy lẻ thường thì những lúc như thế này thì chắc chắn là honor các thứ sẽ không cover được cho rớt rồi mà rớt giật về kiểm soát tầm nhìn không cho đối phương gây áp lực vào mình và tiếp tục đẩy lẻ sau khi biết rằng đối phương đã có định buông bỏ con rồng nguyên tố thì rớt quyết định di chuyển để team file khu vực cánh trên với pha dịch chuyển của faker và sau khi faker dịch chuyển lên đường trên thì faker sẽ là người tiếp tục đẩy lẻ khu đường trên thôi rớt lại xuống đường dưới tiếp không còn rồng nữa mục tiêu tiếp theo sẽ là baron thì Baron ra thì rớt lại xuống cánh dưới này lẻ với dịch chuyển thôi. Quả dịch chuyển của Faker vừa rồi để côn đánh đấy anh em nhé. Nhưng mà đối phương rút lui được. Nên là rớt lại chuyển khẩu xuống khu đường dưới tiếp tục đẩy lẻ. Tiếp tục farm cua và sau đó thì xuống đường dưới để đẩy một tân lính có xe to vào trong trụ. Farm thêm bãi người đá. Và sau đó thì nãy giờ được sai AFK đấy anh em nhé. Nãy giờ được sai đặng AFK ở khu đường giữa để bảo kê dành cho Lai trong việc farm những đợt lính khu đường giữa và khi số khu đứng dưới bị băng trụ thì mất trụ hai và mất tương đối nhiều chỉ số farm đến từ The sai sau so pha này rớt đã cất động 16 sau 26 phút và có cho bình 253 CS ao 90 mấy CS so với The sai trong xuyên suốt khoảng thời gian mà T1 chia sai lên này anh em này hồi nãy mình ra cái này nếu các bạn có xem clip phân tích tổng thì các bạn sẽ thấy được là cái khoảng thời gian mà The sai phải áp ca nó lớn đến như thế nào thời điểm tầm hai ba phút là The sai bắt đầu phải di chuyển ra mid rồi này di chuyển ra mid để uh, phá một con mắt ở tại bãi chim bãi chim thì nhường lại dành cho lai The sai xuống dưới bot để pick một quê lính sáu con của Zeus và sau đó thì The sai phải di chuyển theo so với những pha di chuyển của Zeus cùng với faker sau khi pick xong quay bot The sai bấm b về The sai chạy thẳng ra khu vực đường giữa để bảo kê cho lai và rồi, 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 tất nhiên là tất cả các vị tướng ra mít thì phải nhường pha lại cho AD thôi thì từ thời điểm này là rớt bắt đầu lên đường trên tích một quay rồi này hồi nãy là lên hồi nãy là lên đường trên tích một quay này là lúc này đờ Sa bắt đầu phải đi bộ đờ Sa bắt đầu bấm b về sau đó thì đi bộ từ nhà đi ra khu vực đường giữa rớt thì đi bộ lên top pick một quay trên top sau đó thì uh, tiếp tục di chuyển kiểm soát tầm nhìn sông trên về pick thêm một quay bảy uh, con trên top nữa và đờ Sa tiếp tục phải áo ca đường giữa không dám đẩy quay bot này anh em ạ đẩy quay bot này là con nóc tân với con salad ập vào là đờ sai cũng đi à nên là phải AFK đường đứng giữa phá mắt cùng với bảo kê cho like để like tiếp tục farm sau đó thì rớt tiếp tục farm chiêu chiêu khu đường trên faker tp lên đối phương rút lui được thì rớt lại chuyển cầu xuống dưới farm tiếp và đờ sai tiếp tục phải AFK xoay quanh các mục tiêu lớn mặc dù là có tp nhưng mà đờ sai kể cả đường cánh cũng không farm được ấy nên là ra đường giữa để bảo kê cho like sau đó thì bản thân đờ sai bị thọt quá nặng về chỉ số farm hồi nãy là 23 phút bây giờ là 25 phút 28 giây là đờ sai vẫn chưa pha được CS nào đâu anh em. Phan được con mắt rồi, à? một con mắt rồi. À? <laughs> Tiếp tục phải di chuyển đến từ vị trí của đờ sai. Còn rớt thì xuống dưới bot lại pick thêm một quay lính xe to nữa. Đờ sai trên đường di chuyển về chuẩn bị pick được một quay lính ở trên lệch 2 cấp độ thì bị con Nocturne R vào dứt điểm ngay dưới trụ và không pha được thêm một CS nào. Gần như là chỉ hít được kinh nghiệm mà còn kinh nghiệm chia đôi với lai khu đường giữa nữa. Còn rớt thì nó farm hết đường dưới, farm hết cả cua, farm hết cả đường trên. Ăn được chỗ hai đường dưới. Và cái tranh lệch là 90 CS. Một tranh lệch mà không thể nào sai lên được nữa rồi. Đời sai vừa mất tốc biến và lên bảng đếm số rớt cấp 16 đánh với cấp 13. Sahu lại là một chất tướng không khỏe ở đẩy cánh. Đây là chất tướng đánh team fight. Chất tướng make play. Đây là tình huống mà rớt đang tiếp tục đẩy lẻ ở khu vực đường trên anh em nhé. Rất có dịch chuyển và quyết định đến từ bên phía của T1 là ép Baron trong pha này. Thay vì, bởi vì rồng vẫn còn tới hơn 2 phút đó, Thay vì đánh ở cánh dưới để tạo áp lực ở đường dưới. Và đồng đội kiểm soát Baron giống như trước đó thì thời điểm này là thời điểm mà 27 phút rồi. Thời điểm này là T1 đã có đủ sát thương theo thời gian đến từ rất nhiều các vị trí khác nhau để ăn Baron. Họ có khả năng dứt điểm Baron rất nhanh thứ hai nữa là việc đẩy khu đứng dưới thì xong trụ hai rồi xong cái trụ hai này rồi và ngưỡng sức mạnh đã điểm rồi thì thi quyết định F baron cho rất lên đường trên farm tại sao không phải là rớt đi chung với đồng đội còn Faker cơ farm khu đường trên <laughs> để rất có cs chắc chắn là để nhường tài nguyên cho rất rồi Faker cơ sẽ phải là người chịu thiệt ở những cái tên như thế này sẽ không được farm Faker cơ sẽ không được farm nếu các bạn nhìn cs bao giờ trong team thì cs hay là cái lượng tài nguyên dành cho rớt soi faker bao giờ nó sẽ nhiều hơn thực ra là chất tướng với những chất tướng như là yone như là wen thì hay là dây dùng các thứ thì nhường farm cho những con tướng như vậy nó sẽ hợp lý hơn là nhường farm cho salad rồi mà rất đâu có tốn lính đâu đúng không vẫn farm được cũng vẫn gánh được chứ không phải là lãng phí tài nguyên và đây là tình huống các bạn thấy tiếp tục là một tình huống xử lý w cực kỳ hay đấy từ rớt mặc dù dính chiêu cuối mau ca thật đấy nhưng mà không dùng w hoàn toàn không có ý định dùng w mình dùng w những quả như vậy nó chả để làm gì đấy anh em chẳng có lý do gì phải dùng w cả Dùng W khi nào, dùng W khi các bạn on in bằng R. Thì đây là tình huống rất đã đồng đội mặc dù đã có định ăn Baron free rồi. Ăn Baron free xong là rút lui là 5 bút Baron là rất đẹp rồi. Mà rất W lên cắt. Tiến sau đối phương gần như không vào ra đấy anh em ạ. The Sylai hay là kể cả là pha này gần như không thể tác động vào con Gwen đang có sức làm bất bại được. Thì rất sẽ vào ra free. Mà vào ra một hồi thì bên phía bên kia Wayway flash đi với một máu tiến sau của Tuan uh, pha đấy thì chắc là cũng không có định đánh chung với Zeus đang tính về ạ. Nhưng mà thấy rất là đi khỏe quá nên là follow up theo thì mất cái tốc biến của Faker thôi. Khỏe cấp 16 xong rồi cầm 3 co cắt chịu sao nổi đây. Những mau cai tuyến đầu thì chắc chắn là chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi. Tiến sau Ari Kalista cùng với Sena thì gần như không có tác dụng vào cái trạng thái sương la bất bại cái sự là bất bại này thì nó vừa là né cái sát thương tầm xa của đối phương mà nó vừa giúp cho con que này tăng thêm rất là nhiều về chỉ số chống chịu đây là một tình huống mà thiwan áp dụng baron đầu tiên để đẩy ở cả ba đường này anh em này một trong số những cái hay của đội hàn quốc là họ áp dụng baron rất hay à, thường thì baron một nó sẽ là thời điểm mà họ hướng tới cái dàn trụ ngoài của đối phương trước à, nếu mà baron một mà baron sớm tầm 21 22 phút đó, nó sẽ dùng để ăn dàn trụ ngoài và baron 2 thì nó mới là Baron and Game. Nhưng đây là một game mà các bạn thấy là thời điểm ăn Baron đầu của t One nó khá là trễ rồi. thời điểm này là có đủ khả năng để băng trụ và bỏ qua những cái dàn trụ ở uh, trụ bậc thềm đối phương để băng trụ luôn. Thì bên phía của T1 quyết định là áp dụng Baron ở cả ba đường. Faker thì đang lượm bồ xanh, Mid thì Draven cùng với Retaglass đang đẩy ở khu đường giữa. Thì nó chưa phải là một thế lính chạm trụ được nên là rất đánh rất là an toàn cái tơ lính này. Mặc dù con quen thời điểm này mình nghĩ là muốn bắt con quen này phải tầm 3 ba người trở lên. Phải là ba người trở lên anh em hai người lên là nó cắt double kill 100% bất kể là hai người nào lên đứng trên lúc này cũng là double kill thôi vì pha này đã có chiêu cuối lại rồi thì pha này rất chỉ cần đánh chậm lại một nhịp chờ cánh dưới đẩy vào rồi sau đó thì đẩy lá khu đứng trên thôi còn khoảng thời gian mà đồng đội chưa chạm trụ được thì mình không nên đánh láo anh em nhé bởi vì nếu như mình bị bắt lại thì đồng đội sẽ chưa kịp gỡ lại công trình cánh dưới nhưng mà trong trường hợp mà gumayoshi kere bắt đầu chạm trụ đường giữa rồi thì rất lại có khả năng bắt đầu lộ vị trí tiếp tục đẩy ở khu đứng trên đứng giữa có trụ dành cho Gumayusi và Keria. Rất có dịch chuyển cho pha này anh em nhé. Tiếp tục giữ vị trí an toàn khu vực cánh trên chờ Faker đẩy thêm ở khu vực đường dưới cái đã. Và đồ thứ ba thì quyết định đến từ rớt là mua một cái động cơ vũ trụ. Di chuyển phá tầm nhìn đối phương, Faker đã bắt đầu áp sát được vào trụ ba khu vực đường dưới đối phương rồi. Mid thì Gumayusi Keria vừa đẩy xong tân lính và chuẩn bị áp lực vào trụ hai đường giữa đối phương nên là rớt cũng ngay lập tức di chuyển để đẩy lính và sau đó thì tận dụng baron ở cả ba đường đến từ phía T1. faker cũng đã có cho mình cấp độ 16 rồi đây là tình huống faker quyết định dịch chuyển để áp lực trụ hai đường trên chung với đồng đội và đây là một pha mà tiếp tục cho thấy khả năng xử lý quen trong team pha của rớt là cực kỳ tốt nha mặc dù đối phương các bạn thấy sao hu vừa hôn gió sao hu vừa hôn gió nhưng mà rớt hoàn toàn không w nha mình không biết là do sao hu e trượt nên là rớt không dùng cái sự lao bất bại của mình hay là rất nghĩ là kể cả có dính hôn gió quả này cũng không nguy hiểm ấy quả tưởng tượng đứng kế bên con mao cai đứng kế bên con ari là một con mao cai đứng kế bên con mao cai là một con ari thì kể cả là mao cai có w vào hay là con ari này có hôn gió chúng thì mình cũng không cảm nhận được cái sự đe dọa về mặt tính mạng dành cho con quen này và rất đứng tuyến đầu hôn gió trượt đến từ sao sau đó là một tình huống không bật w đến từ Zerg và chờ đồng đội phát động tấn công sau đó thì mới bật w bắt đầu ôn in với tốc hành với chu cuối và thời điểm này không thể ngăn cản được con Gwen, Chẳng có gì để cản nó cả anh em ạ. Nó cắt một phát chết nguyên dàn đầu của đối phương luôn đấy anh em này. Hết sức làm giật ra một nhịp cho đồng đội vào tay. Một pha bật chu cuối, bật W xả sát thương cực kỳ free dành cho Zeus. Với những pha xử lý sơn la bất bại ở những cái thời điểm nó cực kỳ hợp lý, cực kỳ mắc binh. đó là những cái gọi là bản năng của những người chơi quen là phải xử lý được cái xương lam bất bại một cách mắc pin nhất có thể đây cũng là một tình huống tương tự như vậy đến từ Zeus bật xương lam sau đó thì lao vào và một nỗ lực đến từ Maokai Ca cho việc đứt lưu giữ con quen này lại nhưng mà máu quá yếu và con quen thời điểm này các bạn thấy là T1 ở dạng mid game anh em nhé ở giai đoạn mid thì phía t có một đội hình không yếu họ có một con Wen khỏe hơn so với con Ashok phía bên kia họ có một con Raven cũng khỏe hơn rất nhiều so với con Kalista phía bên kia nhưng tại sao họ không đánh ở thời điểm này đánh ở thời điểm hai đồ mà ăn Baron nó sẽ mạo hiểm đúng không ạ nó cực kỳ mạo hiểm và nó sẽ dẫn tới những sai lầm mà đối phương có thể lật kèo được còn đánh ở ba kho nó sẽ khác à nha khoảng thời gian này là khoảng thời gian T1 vẫn đang gác trước con số khoảng chừng năm sáu nghìn tiền so với đối phương nhưng mà họ vẫn đánh rất chậm, họ để cho rớt đẩy cánh, họ để cho rớt farm. Họ chia sai lane làm sao mà rớt có được nhiều tài nguyên nhất có thể và vẫn có áp lực ở tại các mục tiêu. Sau đó thì họ chờ đến ngưỡng sức mạnh đồ 3. Có sức mạnh đồ ba một cái là họ ập vào Baron họ đánh luôn. Ở thời điểm này các bạn thấy chênh lệch là 100 CS khu đứng trên với khoảng cách là 7 7200 so với 11800 giữa size Sai và rớt. Với khoảng cách này thì tự tin là Baron được rồi ha, ba đồ lớn luôn rồi. Hai đồ rưỡi trở lên là bắt đầu áp lực Baron rất là tốt chung với một con Raven 11.000 tiền 11.200 tiền của Umayushi so với 10.000 tiền của Lai phía bên kia. Đó ở ngưỡng sức mạnh này ăn Baron thứ nhất là tốc độ ăn đảm bảo, thứ hai nữa là có khả năng chống chịu, thứ ba nữa là sát thương thời điểm này nó nó đã đạt đến cái ngưỡng sức mạnh của Gwen trong team fight rồi. Thì các bạn thấy là khi mà rớt được nhường tài nguyên được tạo khoảng trống để đi farm, có trang bị có cấp độ thì vào team fight rớt làm được cực kỳ nhiều thứ. Và đây là một ván đấu các bạn thấy là xử lý từ khâu đi đường với những cái trích ở đứt EQ trong lúc đối phương Q1 sau đó thì gác cs so với đời sai kết hợp với những tình huống đóng băng lính ở những cái tân lính mà đời sai gần như là bị áp cả ở đây nó dẫn tới một cái tranh lệch rất lớn giữa hai đường trên có thêm một cái quả gọi là cái quả chống băng trụ ở khu vực đường trên fail đến từ đời sai nữa đây là một pha xử lý lỗi đến từ đời này sau đó là một pha xử lý lỗi nữa đến từ đời sai ở khu vực trụ một đường dưới khiến cho guma xanh trở lại sau khi thua đường lai còn đường trên thì rớt vẫn có những tài nguyên cho riêng mình. Đóng băng lính kéo rừng lên ép tốc biến. Sau đó thì xuống đường dưới farm lính và vẫn đảm bảo CS sau đó dịch chuyển đánh sứ giả với một pha bật W cực kỳ mắc ping để lấy mạng của The Shire. Sau đó tới Silent được T1 đánh chậm ở cánh trên và nhường tài nguyên ở cánh dưới với những bãi quái rừng, những chỉ số farm. Và sau đó tranh lệch lớn tới cái mức mà băng trụ giết một con Aatrox chung với Honor lấy được trụ hai đường dưới vào team fight thì gây lượng sát thương rất lớn với những pha kích hoạt xương la bất bại rất là mắc bình. đây là ván đấu thứ hai vẫn còn một ván đấu thứ ba cái kèo a cùng với kenen a thì thạch bí ẩn đánh cùng với kenen ha đó là một ván đấu mà khởi đầu nó hơi khó khăn cho rất một tí khi mà đánh với kèo tay dài của the Shire. mặc dù khởi đầu là có chiến công đầu với pha ganh đến từ honor nhưng mà đó cũng là một game đấu mà rớt cũng lại tiếp tục được thả farm tiếp với con a farm tất cả các bãi quái rừng ở khu vực cánh dưới bản đồ sau đó lại tiếp tục thể hiện khả năng carry về dạng đường sao văn đấu rất là mắc pin thì uh, có lẽ sẽ chờ buổi sáng ngày mai mình sẽ uh, phân tích lại cái lóc cam của rớt ở ván đấu thứ ba ván đấu a chóc cùng với kenen để chúng ta theo dõi nốt văn đấu cuối cùng của rớt ha thì anh em follow kênh này với giúp văn tùng nhé mình đang để cái link ở phần game comment các bạn nhé trong tương lai gần thì sẽ bắt đầu lên content cho anh em nghe thử xong anh em feedback lại nhá lỡ mà có gì sai sót hoặc là lỡ mà anh em muốn nghe các cái chủ đề khác thì có thể recommend các cái content để văn tùng thu thập những cái dữ liệu sau đó thì lên kịch bản để đọc cho các bạn nghe cho các bạn dễ ngủ hẹn gặp lại anh em vào video clip tiếp theo của văn tùng và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ channel youtube của văn tùng anh em nhá mọi người